Quá Văn Kiệt, mình bắt bạn Hiếu lại cho gì vậy? Quà gì? Rồi. Rồi rồi, dẫn đi con quà hả? Im im các bạn ơi, im hết trời. Trời quà bự quá trời luôn vậy. Trời ơi. Rồi ngồi xuống đi. Rồi chọc mạnh lên con quà kìa, mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên, mạnh lên. Chọc mạnh lên. Mà lên nữa đi, còn cái quà nữa kìa. Bắt vô, bắt vô. Rồi. À, xin chào bạn Kiệt, bạn Hiếu nghe. Trời ơi, đang chơi gì đây? Lấy nơi công hả? Trời, con bóng này cứng dữ hả? Trời, bể rồi kìa. Ôi, rồi. Mệt chứ. Trời, cái bóng nó dài quá. Mạnh lên, mạnh lên. Rồi, phải. Quá. À, các bạn ơi, bạn Hiếu với bạn Kiệt. Ủa, quay sau lưng, cái gì đây, bong bóng gì đây? Đây các bạn, hôm nay là bạn Hiếu với bạn Kiệt sẽ chơi trò chơi săn quà bất ngờ trong mấy quả bóng này nghe. Để coi bên trong có gì đây. Rồi bây giờ ai chọt trước đây, mọi người chọc cái nghe. Rồi tọc mạnh lên. Trời, cái gì ạ? Gì bên trong hả? Trời, gì bên trong hả? Trời, thêm một cái bóng nữa hả? Gì bên trong đi. Wow, kẹo Huba. Quá wow, các bạn ơi, kẹo Huba nha. Rồi kẹo sô cô la chiếc xe luôn. Rồi tới băng Kiệt đi. Băng Kiệt đập quả gì đây? Wow, trời ơi. Quá trời luôn. Mày cũng mạnh mà. Quá. Trời, một hũ kẹo Huba nữa hả? Anh có Kiệt ngon hơn mình rồi. Để bên đây đi. Rồi. Rồi chia ra nghiêng, để riêng đi. Rồi hồi mình lại mình gỡ ra. Rồi. Rồi tới Hiếu. Trời, cái gì chạy kìa? Cái gì chạy vậy? Rồi một trái banh thì các bạn ơi. Rồi rồi, còn gì nữa? Kẹo Huba nữa hả? Quá quá trời luôn. Rồi bây giờ tới ai đây? Rồi tôi xì tiếp đi, tới ai Kiệt hả? Quá trời. Quá cái gì hả? Trời ơi, tôi bay quá trời luôn các bạn ơi. Cái gì vậy? Wow, hộp gì á? Cái gì đó? Trời, hộp kẹo thúi các bạn ơi. Ôi, cái gốc. Cái này thúi. Không ăn cái đó đâu. Cái cuối cùng này. Rồi, tục si. Ôi, tục si đi, tục si đi, tục si đi. Wow. Wow. Trời ơi, kẹo dưa hấu các bạn ơi. Trời ơi, cái quả bóng xíu đặc biệt luôn. Quá trời kẹo dưa hấu luôn kìa. Wow, rồi lụm nữ hết chưa? Đây mình có cái gì đây ta? Đây các bạn ơi. Bạn Kiệt với bạn Hiếu đi săn quà trong bóng có kẹo Huba nè. Trời ơi, có đồ chơi nữa nè. Trời ơi, chạy dữ hả?